vui vẻ không có nguyên tắc, chỉ sợ kẻ xấu tới ăn hoa quả. Vận động không hề xuất sắc, yêu bạn rồi, tôi liền không đi nữa. Những loại quả nhiều thịt, người bạn mập mạp, thật thà, phúc hậu. Ngẩng đầu lên, nắm đấm của tôi tròn tròn, chuyên đánh quái thú. Hu ha hi, vươn cái eo to tròn. U a i, vươn đôi tay ra. Hu ha hi, tham ăn không phải cái cớ. Tướng ăn đừng có quá xấu. Hu ha hi, bạn và tôi đều có phiền não. U a i, tôi duỗi chân ra mà đi. Hu ha hi, ngoáy ngoáy cái mông nào. Yêu tôi bao nhiêu cũng không đủ. Hu ha hi, vươn cái eo to tròn. U a i, vươn đôi tay ra. Hu ha hi, tham ăn không phải cái cớ. Tướng ăn đừng có quá xấu. Hu ha hi, bạn và tôi đều có phiền não. U a i, tôi duỗi chân ra mà đi. Hu ha hi, ngoáy ngoáy cái mông nào. Yêu tôi bao nhiêu cũng không đủ. Đội biệt kích trái cây. Tập 26, vòng tay ma thuật. Đúng rồi, đây chính là nơi lũ trái cây thường tới chơi. Hãy thử vòng tay mới của ta, thứ này sẽ bắt lũ trái cây. Vòng tay bắt trái cây này quét môi trường để tìm dấu chân trái cây gần đây và tạo lại các video của từng trái cây. Bất cứ việc gì chúng làm ở đây trong khu vực này sẽ được chiếu cho ta bởi vòng tay. Với thứ này trong tay, ta có thể dễ dàng theo dõi nơi hình chiếu dẫn đến và ta biết chúng sẽ dẫn ta đến bộ lạc trái cây. Cả một làng trái cây, rất nhiều trái cây cho món mứt ngon của ta. Này, đúng rồi. Ta phải quay lại và chuẩn bị một cái lồng lớn hơn, có thể chứa được cả ngôi làng. Chó ít, để mắt tới cái vòng tay cho ta. Ngươi có thể đi bộ xung quanh và quét khu vực này. Tiến lên, xem liệu ngươi có thể tìm thấy các làng trái cây khác không. Các học sinh thân mến, chỉ còn vài tiếng nữa là diễn ra cuộc thi hóa trang. Các em phải đi đến khu rừng, nơi các em sẽ tìm thấy vật liệu của mình. Học sinh nào có trang phục đẹp nhất sẽ nhận được giải thưởng rất lớn. Hả? Giải thưởng con ong? Sao lại là ong? Ai mà muốn giành được một con ong chứ? Ong đáng sợ lắm. Cậu nghe nhầm rồi. Cô hiệu trưởng Mận nói là sẽ trao giải thưởng lớn. Không phải giải thưởng đó là con ong. Chỉ là khi tớ nghe người ta nói về côn trùng, tớ thực sự sợ hãi. Được rồi, không cần phải giải thích. Nếu cậu thực sự gặp phải một con côn trùng, tớ sẽ bảo vệ cậu. Cảm ơn cậu nhé, dứa. Trang phục của tớ xong rồi. Tớ sẽ để quả nhỏ này ở đâu đây? Tớ nhớ ra rồi. Tất nhiên là trong bụng tớ rồi. Táo, cậu có thể giúp tớ buộc những cành cây này vào lưng tớ không? Tớ muốn trông giống như một anh hùng. Đây, xong rồi. Này táo, cái gì đây? Chà, tớ xin lỗi. Đây là cách tớ xiên que đồ ăn. Tớ thích món nướng. Táo này. Tớ cần giúp đỡ. Có côn trùng khắp người tớ. Giúp tớ với. Ôi trời, cái cậu này, côn trùng gì thế? Tớ không nhìn thấy gì cả. Hả? Vậy đây là cái gì? Chà, thật là một phụ kiện tuyệt vời. Tuyệt vời, đó là một máy chiếu video. Thật tuyệt vời, đúng thế. Nhìn này, nó có thể hiển thị những gì đã xảy ra trong quá khứ. Tuyệt quá. Này Quýt, cậu biết đấy, lúc đầu tớ nghĩ cậu sẽ thắng cuộc thi, nhưng bây giờ tớ nghĩ là Fringo. Tớ nên bỏ cuộc thôi. Với loại phụ kiện đó, Fringo chắc chắn sẽ thắng.
một vụ nghiện web và chiếu video. Có lẽ con người sở hữu nó. Nó có thể là một trong những phát minh của Ria Đỏ không? Nè Dringo, thứ đó có thể là của Ria Đỏ. Cậu nên vứt nó đi. Có thể ông ta đang đi tìm nó đấy. Cái gì? Không đời nào. Cậu chỉ muốn tớ vứt nó đi bởi vì cậu muốn giành chiến thắng trong cuộc thi. Gì cơ? Ngươi làm mất vòng tay của ta. Chó ếch. May mắn là ta đã đặt một thiết bị theo dõi GPS trong đó. Ta vẫn có thể tìm thấy nó. Nếu không thì ngươi xong đời rồi. Hả? Nó đang di chuyển. Chắc một trái cây đã lấy được vòng tay. Chó ếch, ngươi làm tốt lắm. Cảm ơn các em đã tham gia cuộc thi trang phục. Các kết quả đã được lập bảng. Đầu tiên, cô sẽ gọi tên những người không chiến thắng. Vì vậy, khi các em nghe thấy tên của mình được gọi, điều đó có nghĩa là các em đã bị loại. Táo, cậu đang làm gì thế? Cô hiệu trưởng nói, nếu chúng ta nghe thấy tên, thì chúng ta không chiến thắng. Lúc tai của tớ sẽ đảm bảo tớ không nghe thấy tên mình. Thôi vậy, các em có đông quá. Cô sẽ gọi tên người giành được trang phục đẹp nhất. Ai trong số các em giành được giải thưởng lớn ngày hôm nay? Người chiến thắng là... Người chiến thắng là... Tiến sĩ Ria Đỏ. Tiến sĩ Ria Đỏ, đợi đã. Tiến sĩ Ria Đỏ thắng ư? Không, ý cô là Tiến sĩ Ria Đỏ ở đây. Này, cảm ơn vì đã chăm sóc vòng đeo tay của ta. Thật dễ dàng cho ta để lần theo dấu vết của các ngươi. Đó là Dringo. Tớ xin lỗi, là lỗi của tớ. Nó thật sự thuộc về Ria Đỏ. Tớ nên nghe lời các cậu sớm hơn. Giờ xem nào, có lẽ ta có thể tìm ra vị trí của làng trái cây. Sao chúng dám chứ? Đội bị kích trái cây. Các người sẽ phải trả giá. Đội biệt kích trái cây, tấn công. Này Ria Đỏ, tôi mới là đối thủ thực sự của ông. Quay lại đây. Tớ
có ý này. Dừng lại. Quýt vị trí của tớ. Đau thật đấy. Đồ trái cây đáng thương. Ngươi bị đau hả? Ngươi đã rơi vào tay ta rồi. Này, chuyện gì thế? Cái gì? Máy chiếu ư? Đội biệt kích trái cây. Nghe đây các em, cô sẽ công bố người chiến thắng trong cuộc thi hóa trang hôm nay. Đó là Ringo. Em không xứng đáng làm người chiến thắng. Bởi vì em, Maria Đỏ đã tấn công chúng ta. Rất xin lỗi mọi người. Cô hiệu trưởng, em xin hứa sẽ không lấy bất cứ thứ gì không phải là của mình nữa. Em đã học được một bài học rồi đấy. Trong trường hợp đó thì mọi người đều thắng. Tất cả các em có thể chia sẻ giải thưởng. Đây là giải thưởng lớn. Một bộ sách bài tập. Đến lấy chúng đi, các em.